Chào tất cả mọi người, mình chỉ phải là mình sẽ giới thiệu cho bạn các tổ cái bông hoa nhé. Đây, mình có 5 cái này, nhìn nó là dễ thơm không? Và bây giờ thì mình cũng đặt lên không? Rồi, ok. Và về phần tâm này thì mình sẽ tổ nó bằng màu đá, không? Màu đá nhé, ok. Ok, và bên những cái phần lá này thì mình sẽ tô nó bằng màu. Mình sẽ tô những màu khác sẽ khác nhau nha mọi người. Phần này thì mình sẽ tô nó bằng màu xanh lá nha. Ok, và tiếp theo thì mình sẽ tô cái phần bên này sẽ là màu cam nha. Okay, tiếp theo thì là sẽ là màu xanh biển nha mọi người. Đây. Và tiếp theo thì mình sẽ tô màu tím cho cái phần lá tiếp theo này như vậy. Ok rồi, và tiếp theo thì mình sẽ tô cái phần áo của mình lên sẽ là màu cam nhá. Đây. Như vậy là mình đã hoàn tất xong cái bức tranh về những cái bông hoa này. Đây, nhìn rất là dễ thương. Còn bây giờ thì mình cũng sẽ được kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nhớ like, subscribe để ủng hộ mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok, thật luôn, bye bye. Cảm ơn nha.